Xin chào tất cả các bạn, thì hôm nay là một ngày thứ bảy và hiện tại mình mới vừa chạy xe tới phòng gym. Và lúc đầu mình cũng không có tính là hôm nay sẽ quay một cái vlog gì, tại vì hôm nay không hiểu tại sao cái mood của mình nó không có good, nó không có tốt. Không biết các bạn như thế nào, đối với mình thì đôi lúc nhiều khi trời mưa, cái thời tiết nó shitty, nó làm cho cái mood, cái cảm giác, cái tâm trạng của mình nó cũng đi xuống theo cái thời tiết luôn. Hôm nay người ta nói là sẽ có thể là sẽ có rất là nhiều mưa. Hiện tại mưa nguyên một ngày luôn, từ hồi sáng tới giờ mưa hoài luôn. Mà phải nói thiệt á, là những nơi mà cần có mưa thì nó không có mưa, mà những nơi mà không cần mưa thì nó lại mưa. Hiện tại nếu mà các bạn có coi tin tức, có coi trên mạng này kia đâu, các bạn cũng sẽ biết là ở tiểu bang Cali đang phải đối mặt với những cái cơn cháy rất là lớn và ảnh hưởng thời tiết này từ lum tà la hết. Mọi người đang gặp những cái điều nó không hay chút nào xảy ra ở trong năm nay. Phải nói là năm nay là một cái năm rất là tệ hại luôn. Và tiểu bang Cali hiện tại rất đang cần mưa, nhưng mà tiểu bang Cali lại không có mưa, mà cái tiểu bang của mình nó hiện tại không có gì, không có cần mưa chút nào hết. Thời tiết chỉ muốn là bình thường nhưng mà nó lại mưa hoài luôn. Ước gì mà trời mưa bên đây nó mưa qua bên kia thì sẽ giúp đỡ được rất là nhiều, giúp cho cái việc cháy rừng nó giảm nhẹ xuống một chút xíu. Phải nói là mình không thể nào đợi cho cái năm 2020 này nó trôi qua, tại vì một cái năm rất là suy đi. Và hiện tại mình đang ở phòng gym Powerhouse. Thì hồi sáng này mình có dậy, mình đi làm, và đi làm xong mình về mình ăn, và sau đó mình có ngồi làm việc ở trên máy tính của mình một chút xíu. Và bây giờ mình mới vừa chạy xe tới phòng gym. Trên đường chạy xe tới phòng gym mình đã uống cái pre-workout của mình rồi. Bây giờ mình chuẩn bị pha cái pump product của mình vô, là cái loại pre-workout mà nó không có caffeine, nó giúp cho cái việc pump cơ, giúp cho cái việc lưu thông máu nó tốt hơn. Như bạn biết là ngày thứ bảy thường sẽ là một cái ngày mà mình sẽ tập vai và tay, thì mình nghĩ là chắc ngày hôm nay mình sẽ làm một cái video chia sẻ cái cách mà mình tập tay hiện tại, và cũng như là chia sẻ những cái bài tập mà mình đang tập với cái ngày tập tay. Thì mình cũng có tập vai luôn nữa, nhưng mà vì do làm cái video này nó ngắn một chút xíu, với lại tập trung nhiều cái vào cái phần tay, nên mình sẽ tập cái phần vai riêng, và sau đó khi mà bước vào cái phần tay trước tay sau thì mình sẽ bắt đầu quay và chia sẻ voice over với các bạn. Hôm nay ngoài tập tay xong, mình cũng phải tập thêm cardio luôn nữa. Update hiện tại về cái quá trình siết cơ này của mình thì mình đã siết cơ được một khoảng thời gian rồi, và sáng ngày hôm nay và hiện tại cái tuần này của mình, cái cân nặng của mình đang ở khoảng 172 pound. Thì cân nặng bắt đầu của mình trong trước khi mình siết cơ là 192 pound hay gì đó, thì nói chung là mình đã giảm được khoảng 20 pound, 20 mấy pound rồi. Thì đương nhiên là 20 mấy pound đó sẽ không phải là toàn là fat không, toàn là mỡ không. 20 mấy pound nó sẽ gồm có cơ bắp, nước và mỡ. Thì cái nào nhiều hơn sẽ tùy do cái cách của bạn làm. Nếu mà các bạn giảm cân quá là nhanh thì đương nhiên các bạn sẽ có nguy cơ mất cơ, giảm cơ khá là nhiều. Ok, xin chào tất cả các bạn, chào các bạn đã quay lại với một cái video voice over khác. Thì dạo này cái vlog của mình không có làm cái gì khá là đặc biệt, không có đi chơi, không có này kia đâu. Ở bên đây dịch bệnh nên cũng khá là ít ra ngoài đường, và cũng như mình đang trong quá trình siết cơ của mình, và mình cũng khá là bận rộn với rất là nhiều công việc, nên đa phần những cái vlog dạo này chỉ là đi làm, đi tập, làm đồ ăn, nấu nướng vậy thôi, chứ không có gì khá là đặc biệt. Thì mình mong rằng những cái video này không làm cho bạn chán. Cái buổi tập ngày hôm nay sẽ là một cái buổi tập tay trước tay sau và vai. Thì mình không có quay lại cái bài vai của mình, tại vì mình muốn cái video này nó ngắn một chút xíu. Và nếu các bạn muốn mình làm một cái video về vai thì cứ comment ở phía dưới. Thì mở đầu cho buổi tập ngày hôm nay, cái bài tập tay trước đầu tiên mình tập sẽ là cái bài cuộn tạ với lại cái thanh thẳng này. Thì hiện tại các bạn thấy cái cách tập của mình nó hơi khá là khác với trước đó rất là nhiều, là mình tập nó có một cái sự điều khiển hơn và chậm rãi hơn trước đó rất là nhiều. Hồi trước những cái bài tập tay trước này của mình tập khá là nhanh, kiểu như là mình vẫn có điều khiển nhưng mà mình động đương người khá là nhiều, mình ăn gian cũng khá là nhiều. Nhưng mà hiện tại bây giờ mình muốn reset lại cái form tập của mình muốn làm lại từ đầu tất cả mọi thứ về cái form tập cho những cái bài tập tay trước này của mình. Tại vì nếu bạn follow channel của mình đã lâu cũng đã biết là phần tay trước này là một cái phần rất là yếu đối với mình, và mình luôn đang muốn cải thiện cái phần này của mình. Sau một thời gian, sau những buổi tập mà mình đi tập chung với những người bạn của mình, và mình thấy cái phần tay trước
chiếu của họ phát triển khá là tốt, và mình có nhìn lại cái form tập của mình và so sánh với cái form tập của họ, thì mình thấy là cái form tập của mình tập cũng có sự điều khiển cũng ok, nhưng mà đôi lúc mình dùng cái phần vai của mình khá là nhiều và mình để cho cái tôi của mình nó ăn gian quá là nhiều. Mình sử dụng tạ nặng hơn mà mình có thể sử dụng, và mình trong đầu mình luôn nghĩ là nếu mà mình cuộn tạ càng nặng thì cái phần tay trước của mình càng phát triển tốt, nhưng mà điều đó là không đúng. Thì bây giờ mình muốn reset lại, mình chọn một mức tạ nào mà mình có thể cảm nhận cơ thật là tốt nhất, thì không quan trọng là hàng tuần mình phải lên tạ hay là hàng tháng mình phải lên tạ, miễn sao cái áp lực lên cái phần tay trước của mình thật là nhiều sau mỗi reps tập. Thí dụ mình tập 15 cái thì mình muốn 15 cái đó đánh 100% vào cái phần tay trước của mình, và cái phần tay trước của mình được sử dụng một cách tối đa. Vì vậy mình sẽ reset lại cái form tập của mình và hạ tạ nhẹ lại so với trước đó mình tập. Thì hiện tại mình đang trong quá trình siết cơ thì đương nhiên sẽ khó có thể mà phát triển được cái phần cơ tay trước này vì do mình ăn cái lượng calo khá là thấp, nhưng mà trong tương lai khi mà mình hoàn thành xong quá trình siết cơ này, mình sẽ áp dụng cái form tập mới này và cái áp lực mới lên cái phần cơ tay trước này, và với cái lượng calo nhiều hơn hiện tại mình đang ăn, thì mong rằng mình sẽ có thể phát triển cái phần cơ tay trước một cách tốt nhất. Thì như bạn biết là mình tập gym được cũng khoảng một thời gian rồi, và cũng như là mình là một người PT, một người huấn luyện viên, và đương nhiên là mình không có nói là mình biết hết tất cả hoặc là mình tự nhận là bản thân của mình có cơ thể thật là đẹp, nhưng mà mình cũng biết cơ bản những cái bài tập như là cuộn tạ này kia rồi. Mặc dù biết vậy thôi nhưng mà các bạn cũng thấy mình vẫn tập sai như thường, và mình vẫn phải đi học hỏi từ những người khác và quay lại và chỉnh cái form tập của mình, chứ mình không nói là ai cũng 100% là tập đúng hết. Vì vậy nếu mà có một cái bài tập nào đó hoặc một nhóm cơ nào đó mà bạn tập bạn cảm giác là nó không phát triển tốt, hoặc là sau khi bạn tập xong cái bài tập đó, cái set tập đó mà các bạn cảm nhận không được cái phần cơ đó, bạn không thấy nó ăn vô cái cơ đó, thì các bạn nên quay lại và coi coi cái form tập của mình đã đúng chưa. Nhiều lúc một cái điểm nho nhỏ nào đó nó cũng làm thay đổi nguyên một cái bài tập, giống như ở cái bài cuộn tạ này. Từ đó tới giờ mình cứ nghĩ là mình tập đúng, nhưng mà khi mà mình thấy cái cách mà thằng bạn của mình nó cuộn tạ và mình so với cái cách mình cuộn tạ, thì mình nói à thì ra là mình sai ở cái điểm đó. Thì sai ở điểm nào thì mình sẽ làm một cái video khác nói về những cái điểm sai mà mình rút ra được sau khi mình so sánh cái form tập của mình với cái người bạn của mình, một cái người bạn mà đi tập chung mình rất là nhiều, và cái anh bạn này có một cái phần cơ tay rất là tốt, cái tay trước của anh phát triển rất là tốt, nên mình sẽ làm một cái video đó sau và sẽ hỏi cái người bạn này của mình coi có muốn vào làm video với mình không, thì hai đứa mình sẽ làm cho ra một cái video đó. Thì comment ở phía dưới nếu mà các bạn muốn mình làm cái video nói về những cái lỗi sai mà mình rút ra được trong cái bài cuộn tạ này để các bạn có thể coi, và ai biết được nếu mà các bạn có bị sai cái lỗi y chang như vậy giống như mình, thì các bạn cũng có thể xem, có thể chỉnh lại cái form tập của mình. Cái bài tập tiếp theo sau khi tập cái bài cuộn tạ với thân thẳng xong thì mình tập cái bài cuộn tạ với tạ đơn này. Lý do mà mình sử dụng tạ đơn là tại vì mình muốn phòng tránh cái việc mà bị lệch cơ hay là tay này phát triển nhiều hơn tay kia. Tại vì khi mà bạn tập quá là nhiều những cái bài tập mà sử dụng hai tay cùng một lúc á, thì bạn thuận cái tay nào thì cái tay đó nó sẽ làm việc nhiều hơn, thì nó sẽ chiếm cái phần làm việc ở trong cái bài tập đó, nên cái phần tay đó nó sẽ phát triển nhiều hơn so với cái phần kia. Vì vậy mình khuyên các bạn là cho tất cả các nhóm cơ luôn phải thêm vào 1 đến 2 bài tập mà sử dụng tạ đơn, sử dụng mỗi tay riêng biệt với nhau, để cho cái phần cơ bên trái và phần cơ bên phải của bạn có thể phát triển một cách đồng đều. Thì sau khi tập cái bài tập cuộn tạ với tạ đơn rồi thì mình bước sang tập cái bài cuộn tạ với tạ búa, thì đây là một bài tập rất là tốt để đánh vào cái phần cẳng tay của các bạn và cũng như là cái phần ngoài của cơ tay trước của các bạn. Và vì do cái lúc này cũng là lúc cuối của cái buổi tập rồi nên mình muốn sử dụng máy, với lại hai cái bài tập trước đó mình đã thử sử dụng freeway, sử dụng tạ đơn, tạ đòn rồi, vì vậy sang cái bài tập này mình sử dụng máy cho nó dễ dàng hơn một chút xíu, và mình cứ việc là tập trung vào cái việc cảm nhận cơ và khép hai cái phần cùi chỏ của mình sang hai bên và cố gắng gồng cái phần cơ tay trước. Lúc mà mình kéo lên mình giữ nó ở trên một chút xíu và sau đó mình thả nó xuống từ từ và luôn điều khiển. Thì như bạn thấy mình tập cái mức tạ rất là nhẹ luôn, ở trong cái máy này nó chỉ có 3 cái bánh tạ thôi,
nhưng mà mình tập với số lượng reps là khoảng 15-20 cái gì đó. Và phải nói là cái buổi tập ngày hôm nay, khi mà chỉnh cái form tập của mình lại, cái tay của mình nó rất rất là pump luôn. Như bạn thấy mình đang tập bài này, cái tay của mình nó phồng, nó pump rất là tốt. Sau khi tập xong cái phần tay trước, mình bước sang tập cái bài tay sau, thì mình đang tập cái bài cuộn tạ búa ở cái máy này, nên mình sẽ đứng ở đây và mình tập tay sau luôn. Và thay vì sử dụng cái sợi dây thần thì ngày hôm nay mình sẽ sử dụng cái thanh bo này. Cái sự khác biệt là khi bạn sử dụng cái phần dây thần á, thì các bạn sẽ phải nắm cái sợi dây thần, các bạn phải gồng cái phần cẳng tay của bạn nhiều hơn. Và khi mà mình tập xong cái bài cuộn tạ búa đó xong, cái phần cẳng cẳng tay của mình nó rất là mệt rồi, nên mình sẽ không sử dụng cái phần dây thần đó. Tại vì nếu mà cái phần cẳng tay của mình đã mệt rồi và mình lại sử dụng phần dây thần đó, thì cẳng tay của mình nó sẽ bị làm ảnh hưởng tới cái phần tay sau của mình sẽ không sử dụng được nhiều tạ. Thì mấy bài tập tay sau này cũng khá là đơn giản rồi, mình cũng không có quá là nhiều điều để nói. Nói chung là các bạn cố gắng đừng ăn gian, đừng sử dụng cái phần vai của mình quá là nhiều. Thì cái phần tay sau của mình luôn là cái phần mạnh nhất ở trên cái phần tay của mình, cái phần tay trước luôn là cái phần yếu nhất. Nên ở bài này mình tập rất là tốt, mình có thể sử dụng món tạ rất là nặng và mình cảm giác được vào cái phần tay sau của mình rất là nhiều luôn. Cái bài tập tiếp theo cho phần cơ tay sau sẽ là cái bài seated dip machine. Thì cái bài này nó giống như cái bài mà bài dip, bài đẩy xà kép á. Thì cái bài này nó là một sử dụng máy rất là đơn giản rồi, không có gì nói nhiều, tại vì máy mà nó rất là đơn giản. Thì các bạn cứ việc ngồi vào máy, điều chỉnh cho ghế nó phù hợp với mình và tựa cái lưng của bạn vào cái ghế, cứ duỗi cái phần cổ tròn của bạn ra. Và nên nhớ là đừng có sử dụng mức tạ quá là nặng mà các bạn không cảm nhận được cái phần cơ tay sau của mình. Thì ở đây mình chọn mức tạ vừa phải đối với mình, và mình có thể tập 15 cái, và trong 15 cái đó mình phải đảm bảo là tất cả những cái reps mình đẩy mình có thể sử dụng đúng vào cái nhóm cơ mà mình đang tập, đó chính là cơ tay sau. Thì mình tập sau một set mà mình thấy là ồ quá dễ dàng mà không cảm nhận được cái nhóm cơ mà mình đang tập, thì mình sẽ lên tạ. Hoặc là ngược lại, nếu mà mình thấy mình gồng quá là nhiều, mình sử dụng quá là nhiều sức nhưng mà tập xong mình không thấy cái cơ tay sau của mình nó đau hay nó tác động được tới, hay là nó không được tác động tới, thì mình sẽ giảm tạ nhẹ xuống cho nó vừa phải với mình. Cái bài tập cuối cùng mà mình tập sẽ là một cái bài rất là đơn giản, đó là bài chống đẩy với cái tay hẹp, và mình kéo cái cùi chỏ nó khép lại và để có thể tác động nhiều vào cái phần tay sau của mình. Và ở đây mình không có đếm rep, mình cứ tập khoảng 3 set mình đẩy được càng nhiều reps càng tốt. Thì mình trong đầu mình cũng không có đếm, mình cứ đẩy hoài cho tới khi nào mà cảm thấy không còn đẩy nổi nữa thì mình kết thúc. Và đó là cái phần voice over của mình, thì khá là đơn giản, khá là ngắn gọn, tại vì mình không muốn làm cái video này quá là gì nhiều. Trong tương lai mình sẽ làm nhiều cái video voice over hơn. Thì nếu có một cái nhóm cơ nào các bạn muốn mình làm về nhóm cơ đó thì cứ comment ở phía cho mình biết, và xem tiếp video. Mình sẽ gặp các bạn trong video voice over khác. Mình đã tập xong rồi đây và hiện tại đang trên đường chạy xe về nhà. Và mình sẽ ghé ngay cái chỗ này và mua đồ ăn cho mình. Và hiện tại rất là đói bụng luôn. Nhưng mà cái chỗ này thì lại phải đợi rất là lâu. Mình sẽ cho bạn coi cái chỗ đợi đặng lấy đồ ăn nè. Đó, như bạn thấy đây. Đó, xe đợi rất là nhiều và phía sau của mình cũng có xe đang đợi luôn nữa. Cái chỗ này có tên gọi là Chick-fil-A. Những bạn nào đã theo channel của mình đã lâu, đã coi YouTube của mình đều biết tới cái chỗ này. Thì cái chỗ này bán hamburger thịt gà, nó chỉ bán thịt gà không thôi, không có bán hamburger thịt bò hay gì hết, chỉ chuyên về thịt gà thôi. Nên và ăn rất là ngon, ăn rất là hợp macro, nên mình thường tới đây ăn. Và cũng may là nhân viên rồi làm việc cũng rất là nhanh và không phải đợi quá là lâu. A grilled market salad with a fat free honey mustard. And that's it. Okay, the total is going to come out to 1478. Và mình mới vừa order xong đồ ăn cho mình. Hôm nãy mình tới, mình tính là mình chạy đi luôn, mình chạy về nhà luôn, tại vì khá là biếng đợi, đang rất là đói bụng luôn. Nhưng mà mình nói thôi để vô thử coi như thế nào, đã lâu rồi mình không có ăn hamburger ở cái chỗ Chick-fil-A này. Cái chỗ này là một cái chỗ mình rất là thích ăn. Thì mình có order cho mình là một cái phần hamburger thịt gà. Bình thường là khi mà mình xả cơ mình sẽ ăn hai cái, nhưng mà hiện tại mình đang shaker, không có nhiều macro nên mình chỉ ăn có một cái. Ăn thêm một cái phần salad thịt gà nữa, và đương nhiên là thịt gà nướng chứ không phải là thịt gà chiên, nên sẽ tiết kiệm được rất là nhiều macro. Chút xíu nữa về nhà mình sẽ cho bạn coi cái phần ăn đó nó chung như thế nào. Và đây là cái phần đồ ăn của mình.
Ở đây mình có một cái bánh hamburger thịt gà. Và ở đây là một cái phần salad. Nó trông như thế này đây. Đó, như bạn thấy, nó có thịt gà ở trên và có salad, có dầu, có trái blueberry, có táo trên đây. Và để ăn chung với này mình có thêm đậu phộng. Và macro của một bịch như thế này nó sẽ là 2g fat, 10g carbs và 1g protein. Và mình sẽ sử dụng cái này. Và ở đây mình có cái sốt để mình ăn chung với loại rau này. Nó có tên là fat free honey mustard, là nó là mù tạt pha với lại mật ong. Và nó không có béo trong đây, nó chỉ có tinh bột thôi. Và sau khi ăn xong salad thì mình sẽ bước qua mình ăn cái hamburger của mình. Và đây là cái phần hamburger của mình. Nó trông như thế này đây. Đó, như bạn thấy, thịt gà nướng và không có gì hết, rất là đơn giản, chỉ có bánh ở trên và rau salad với lại cà chua. Như vậy thôi, rất là đơn giản. Thì bây giờ mình sẽ đi tắm và sau đó mình sẽ ngồi làm việc ở trên máy tính này của mình. Và cảm ơn các bạn rất là nhiều đã theo dõi cái video ngày hôm nay của mình. Nếu các bạn thấy video này hay, hãy cho mình xin một cái like và share cái video này. Và có cái điều gì các bạn muốn nói với mình, hay có một cái chủ đề nào mà các bạn muốn mình làm video về chủ đề đó, thì đừng quên hãy comment ở phía dưới. Thì mình có đọc hết tất cả các comment của các bạn và mình sẽ trả lời những comment của các bạn. Và cũng như là nếu bạn là người mới với channel và chưa đăng ký cái channel VT Fitness, thì nhớ nhấn nút subscribe, nút đăng ký ở phía dưới và nhấn cái chuông để họ sẽ báo cho bạn biết khi nào mình ra video mới. Cảm ơn các bạn và mình sẽ gặp các bạn trong video sau.